Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì hôm nay á, rất là nhiều anh em hỏi là bây giờ mình muốn mua phân khối lớn cũ, nhưng mà mình lại thích Ducati bởi vì giá Ducati bây giờ nó rất là rẻ. Ví dụ như con này 795 đây, hiện tại là Minh bán có 128 triệu thôi. Nhưng mà lâu lâu mới có một chiếc, tại vì á, khi chiếc đó về là phải ngon. Và nó sẽ như thế nào thì bây giờ mình sẽ nói cho anh em biết ha. Và cái của mình là cái chia sẻ lại cho anh em, những gì mình biết mình chia sẻ lại cho anh em, chứ mình không có kiểu là hiểu biết về nhiều đâu nha. Nói chung là mình chơi, cái của mình là mình chơi, mình trải nghiệm xong là mình chia sẻ lại cho anh em những gì mình đã trải nghiệm và những gì mình biết, để cho anh em chơi cùng mình hiểu hơn, biết sơ sơ thôi đó, chứ không phải là một người sửa xe hay là chuyên về xe đâu hả. Thôi thì thứ nhất á, là mình sẽ nói về cái con Ducati. Thì anh em hay nói là Ducati là dư cả tỷ, là tốn tiền á. Thì thực chất con này hồi xưa nó mắc thiệt, nhưng mà bây giờ nó rất là rẻ, rất là rẻ ha, chỉ có 100 mấy triệu thôi là sở hữu được rồi. Thì cái điều đáng lo ngại nhất á, là của cái con Ducati này, đó là anh em lo ngại của nó là về Desmo. Thì mình có liệt kê hết ở đây. Thì á, Desmo là như thế nào? Thì Desmo thì nó cũng giống như xe Nhật thôi, có nghĩa là bảo trì, bảo dưỡng, rồi kiểm tra xe. Nhưng mà người hãng Ducati ấy, người ta rất là quan trọng về cái độ an toàn của người sử dụng xe, cho nên người ta phải bắt mình Desmo đúng cây số. Rồi, thì bây giờ mua con Ducati cũ thì như thế nào? Thì khi mà anh em mua một chiếc Ducati cũ này á, thì lưu ý luôn là anh em mua Ducati cũ thì anh em phải, người chủ xe cũ phải có lịch sử xe rõ ràng, lịch sử xe rõ ràng và cái bản Desmo. Ví dụ như con xe này, anh em có coi clip trước á, thì anh em cũng biết là con xe này khi mà người ta Desmo là người ta có nguyên một cái tờ giấy bản Desmo ở bên đó. Người ta Desmo là người ta nói là cần lên những gì, cần sửa những gì, đã sửa những gì, là nó đều có quy trình Desmo hết, là đều in ra bill hết, chứ không phải Desmo bằng miệng nha anh em. Anh em mua xe Ducati mà Desmo bằng miệng á, thì anh em hãy coi lại. Thực chất luôn, Ducati mua nó dễ dàng hơn xe Nhật nữa. Tại vì Ducati á, khi anh em Desmo thì nó có đầy đủ rồi. Còn xe Nhật á, người ta nói à tôi thay dầu rồi, hay là tôi làm gì đó rồi, anh em đâu biết. Còn Ducati mỗi lần làm mà đều có bill hóa đơn hết. Đó, rồi. Ở trên con Ducati á, thì nó sẽ báo cái này. Cầm máy qua đây quay nè. À, khi mà đến thời hạn Desmo thì nó sẽ báo cho anh em thấy đó, có cây kèm không, dấu hiệu sửa chữa không đó. Thì cái lọt cái này nè, báo cái này nè, mấy anh em khác á rất là dễ xóa. Ví dụ người ta không Desmo, người ta đi xóa cái này vẫn được nha anh em, không Desmo đi xóa cái này vẫn được. Cho nên cái quan trọng nhất của anh em đó là mình phải, khi mà mua xe là phải có một cái tờ giấy hoặc là lý lịch rõ ràng, hoặc là một cái biên lai đó là con này đã Desmo. Chứ nhưng những cái này á, xóa dễ lắm, gắm vô máy xóa một cái xíu là xong à. Nghe nói đâu là tầm 300 ngàn là xóa hết. Đó, quan trọng nhất là vẫn là Desmo. Thì con xe này á, thì nó đã Desmo, là hôm bữa mình đã nói trên clip trước rồi, thì nó đã Desmo hết nè. Vỏ cũng đã thay, bố thắng cũng đã thay, bugi đã thay luôn, mọi thứ là mới toanh, bình đã thay luôn. Thì bây giờ mình sẽ nói về cái vấn đề là bao lâu thì Desmo một lần. Thì cái này cũng tùy vào người dùng nữa ha. Thì mình nãy giờ mình rảnh mình ngồi ra mình ghi nè, để nói cho anh em nó chi tiết hơn. Thì Du 795, 796, Wrangler đó, thì anh Ben biết cái dòng Wrangler không? Thì bây giờ mình nói dòng Du này thôi ha. Thì 12.000 cây là Desmo nhỏ, 24.000 cây là Desmo lớn. Thì cái con này nè, là hầu như là con này chỉ có 17.000 cây thôi, nhưng mà chủ xe đã Desmo hết rồi, kiểu như là thay hết toàn bộ rồi, cũng là thuộc dạng là lớn lớn rồi đó. Đó, rồi tiếp. Thì ở con này thì nó vẫn là làm mát bằng gió nha anh em. Khi mà anh em muốn á, nó mát á, thì anh em phải chạy con ra vô dứt khoát, không có rà. Đó, không có rề rề là nó sẽ mát máy. Rồi tiếp theo mình sẽ nói thêm nữa, thì về cái dòng Panigale, là có nghĩa là mấy cái dòng sport đó, giống như là V4 nè, 959 rồi nè, đó là 12.000
Desmo nhỏ, 24.000 Desmo lớn. Cái đó là cũng tùy người chơi đó nha, tùy người dùng đó nha. Em bấm cây đèn kia lên đó kìa, nó tắt rồi kìa. Hết pin hả? Bấm lên rồi. Rồi, tiếp. Tiếp nha. Trong đây mình có liệt kê là monitor 821, Hyper, đồ đó, Diavel, đồ đó. Nhưng mà thôi, bỏ những cái dòng đó. Bây giờ mình đang nói với dòng 795 nó dễ chơi thôi ha. Rồi, tiếp theo. Là đu á, mà muốn ngon á, xe mà ngon á thì anh em phải tìm những chiếc xe mà đi thường xuyên đó. Rồi chủ xe, khi biết chủ xe là chạy có đúng dòng tua hay không đó, rồi chạy có đúng cách hay không, là anh em sẽ mua được chiếc xe ngon. Rồi tiếp theo, tiếp theo là mình sẽ giới thiệu anh em về cái cách mà mình chạy con đu theo cách của mình thôi nha. Thì cách của mình hay nói với anh em á là mình sẽ không rà con nhiều. Thì khi mà mình rà con nhiều á, nó sẽ ảnh hưởng đến là nhiệt độ của máy, rồi với lại nồi, rồi về cái vấn đề là dầu con nữa. Tại vì cái này là sử dụng con dầu anh em. Rồi tiếp nữa là khi một cái vấn đề đặc biệt là khi anh em ở thành phố Hồ Chí Minh thì anh em rất là ngại cái việc là đường đông thì anh em sợ rà con. Thì anh em hãy chịu khó, khi mà anh em đi đường đông á thì anh em phải ra vô nhẹ nhàng mượt mà đó. Rồi mình có liệt kê ở đây nữa nè. Rồi tiếp theo nữa là rửa xe. Khi mà anh em rửa xe á thì anh em tránh những cái dùng như đồng hồ, ổ khóa, cùm công tắc, cùm ga điện đó. Anh em hình dung ra rồi đúng không? Đó là cái phần phía trên này nè, đó tránh ra. Rồi xong rồi đó, bây giờ mình sẽ đi tiếp theo vào cái phần cảm giác chạy. Thì mọi người sẽ hỏi mình là chạy con đu này á là cảm giác chạy sẽ như thế nào. Thì khi mà ngồi lên con đu á, ngồi lên con đu thì cái cảm giác của nó, điều đầu tiên là rất là phấn khích, và tiến bộ của nó phải gọi là sao ta, lạ so với những dòng bốn máy, hai máy, lạ đặc biệt luôn, không có giống ai hết á. Sẵn tiện cho anh em nghe tiếng bô. Ở cái con xe này á anh em là đã móc bô rồi, cho nên tiếng bô nó còn lực hơn chút xíu nữa, nhưng mà nó hơi bị dư xăng á. Nếu như mình canh chỉnh lại chút xíu là rất là ok, và nó có thể mạnh hơn luôn. Thì cái con xe này thì tại sao, vì mình làm clip về đêm thì giờ này là 10 giờ rồi nè. 10 giờ rồi thì mình làm bởi vì ngày mai mình giao cho một người anh hay chơi ở mình á, anh đó thấy chiếc xe này ngon quá nên anh đó muốn mua lại. Thì sợ sau này không có lại đu nữa để quay clip cho anh em xem. Mà những con đu ở trên lầu thì đu nó quá to đi. Thì những con này anh em có thể chơi được nè, anh em có thể tìm hiểu về nó được nè. Là anh em giá tiền hợp lý thì anh em có thể chơi, nên mình quay luôn con này cho anh em xem. Thì cái giá tiền của con này nó quá hợp lý để anh em chơi rồi. Nhưng mà anh em phải lựa đúng xe mà chơi. Anh em mà lựa xe chưa demo hay là xe lỗi lầm gì á, là anh em đi á, cái cảm giác mình sẽ chia sẻ lại cho anh em, là đi rất là khó chịu, đi nó sẽ bị tắt máy nè, hoặc là nó lỗi là mình chạy không có được, nó khó chịu lắm. Nói chung là nhìn như là lúc đó mình cảm giác mình muốn vứt con xe đi rồi đó. Còn con xe mà hả, khi mà đã bảo trì đúng, demo đúng thì anh em chạy hả bá cháy bồ chét luôn, phải gọi là rất là phê. Những ai chạy đu rồi sẽ biết rất là phê. Thì hôm nay mình cố gắng nói nhiều cho anh em mà phải viết ra từng cái gạch đầu dòng á, chứ không thôi là mình sẽ bị lộn, mình lộn xe này qua xe khác. Rồi tiếp theo nè, mình có ghi cho anh em nè, là dòng này có uống xăng hay không. Đó, cái này có uống xăng hay không, thì xăng của nó dao động á, mình chạy đó nha. Mình đổ 170.000, con này nha, 170.000 mình đi từ Sài Gòn về Phan Thiết còn xăng. 170.000 từ Sài Gòn về Phan Thiết còn xăng. Giá xăng hiện tại là 15.500 và
Giờ đây về Phan Thiết là cỡ 220 cây. Anh em tính đi nha, có hao xăng hay không. Và trong những dòng này á, là những dòng Sport nó sẽ hao xăng nhiều hơn những dòng nách nha anh em. Rồi, một cái cuối cùng mà mình muốn nói cho anh em nữa, đó là đu á, nãy giờ mình nói là cái con đu á là phải chạy nhiều thì xe nó mới ok, nó mới tốt. Thì những người mà không có thời gian chạy thì sao? Những người mà không có thời gian chạy thì sao? Thì mình dựng một chỗ thì mình sẽ mua cái bình điện á, cái bình mà anh em biết cái bình đó, ví dụ sao cho anh em hiểu ha. Cái bình sạc á, mình cắm vô mình để đó luôn. Để một năm cũng được nữa. Mình thấy có nhiều anh em ta chơi vậy đó, nhưng mà mình chưa có chơi. Cái chiêu của mình chơi là vậy nè. Ví dụ mình chưng một con xe, mình tháo cái bình ra luôn. Mình á, như mình chơi xe tháo bình luôn, còn không có thời gian thì mình cắm cái bình sạc, cắm cái dây sạc đó vô thẳng cái bình rồi để gì luôn. Thấy có nhiều anh em chơi vậy đó. Đó. Rồi còn gì để nói nữa ta? Rồi, thì những gì mà nói á thì mình đã nói hết rồi. Mình cầm máy quay đây nè. À, những gì đã nói thì mình đã nói hết rồi về cái con đu này, và anh em coi thử mình có phù hợp chơi đu không. Thực sự luôn, cái ga đầu á, con đu nó rất là bốc. Nó rất là bốc, chạy rất là đã, cảm giác nó khác lắm. Anh em chơi á, mà chơi xe lâu dài á thì hãy trải nghiệm nó thử đi. Trải nghiệm nó thử một lần rồi mình đổi xe khác cũng được. Còn anh em nào trải nghiệm xong là anh em ghiền, là anh em đi luôn, là anh em đi miết đu luôn. Mình có một người anh, người đó cũng tin mình luôn. Nó thì chơi với mình cũng rất là lâu rồi. Hồi đó anh đi Z1000 nha. Rồi khi mà anh đổi qua con đu á là anh đi đu luôn. Anh đổi qua đu 899. Xong rồi anh lên con V4 là anh nói anh chơi đu luôn, anh ghiền đu là anh chơi miết luôn á. Thì những người chơi đu á, người ta rất là yêu xe luôn. Đa số những người chơi đu người ta yêu xe, tại vì cái tính cách của hãng đu á, nó bắt người ta phải bảo trì, cái thác người ta yêu xe luôn. Hỡi mà xe nó bị cái gì đó người ta rất là nâng niu. Như cái con xe này, tiền demo của nó bây giờ lên tới mười mấy triệu rồi đó. Thay củ đề nè. Cái mà nó dễ hư nhất ở con đu 795 này đó là củ đề. Mình không hiểu sao nữa. Nếu như mà có anh nhân viên kỹ thuật ở bên mình á, là anh đó sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa. Mà bây giờ ảnh không, ảnh ngại, ảnh không lên clip được. Thì mình là người chơi, mình trải nghiệm. Nếu như các ảnh nói hay lắm, ảnh nói cực kỳ luôn. Thì cái củ đề mình nghĩ là do một phần mình xài lâu á thì nó hết than đề, hoặc là nóng quá củ đề mà nó hoạt động không tốt, lâu ngày nó có chung là nó bị gọi là hết sử dụng được, thì nó củ đề hay bị chập chờn. Thì con này thay củ đề mới nè, anh em liệt kê con này nè, thì demo canxim nè, vệ sinh họng gió nè, rồi tùm lum hết trong cái máy đó, là làm hết một mớ trong máy. Xong rồi là thay bugi nè đó, rồi thay bình nè, thay rơ le đề nè, củ đề thì nãy nói rồi. Rồi thay nhớt nè, thay nhớt mới, con xe này chưa có lăn bánh luôn á. Kiểu như là thay nhớt xong rồi để đây luôn. Rồi thay vỏ nè, vỏ đây nè. Rồi thay bố thắng nè. Rồi vệ sinh bô nè. Nói chung là vệ sinh từ trong ra ngoài hết luôn, là con xe này rất là ok. Khi mà anh đó lấy về, anh đó cũng là bạn mình, thì chỉ việc đi thôi, không có việc làm gì hết. Chỉ việc đi thôi. Thì hôm nào anh em muốn mình làm cái clip về cái vấn đề gì nữa thì anh em cứ comment bên dưới, thì mình cố gắng. Cái những gì mà mình biết sơ sơ thì mình cũng nói hết cho anh em luôn. Những gì mình biết á, thực chất nó không có quan trọng về công nghệ máy móc gì hết. Mình biết là có nghĩa là mình mua xe về, mình chạy, mình chạm trải nghiệm, mình thấy sao mình nói như vậy. Trải nghiệm thực tế nó khác là trải nghiệm ở trên thông tin trên mạng nha anh em. Ví dụ một chiếc xe đó bao nhiêu mã lực nha, mà khi anh em ra test bàn dyno á là nó sẽ khác nữa. Mã lực nó sẽ khác nữa, chứ nó không phải giống như trên cái thông số mà nhà sản xuất đưa ra. Thông số là nhà sản xuất đưa ra, là nhà sản xuất đo trên một chiếc xe thôi. Và khi mà mình xuất xưởng có chiếc xe này nó yếu, có xe này mạnh hay gì đó, nó là gì đó. Cho nên á, mình chạy con xe như thế nào, mình cảm nhận, mình sẽ nói với những anh em như thế đó về cảm nhận. Rồi đây là cái cảm nhận của mình về con 795, là một con xe đáng chơi. Và đáng chơi với điều kiện như thế nào? Tóm gọn lại là đáng chơi khi mà con xe hoàn hảo nhất có thể. Còn anh em mua xe ham rẻ, có nhiều anh em ham rẻ 90 triệu, 100 triệu, 101 triệu, nhưng mà xe chưa demo, anh em chẳng khác nào anh em đem cái cục sắt về nhà anh em bỏ đó. Cho nên khi mà anh em chơi xe phải lựa chọn đúng, đầu óc phải sáng suốt. Bởi vì biết anh em mua xe cũ là anh em muốn tiết kiệm tiền, một số tiền. Và hầu như một số anh em, người ta vẫn có tiền nhưng mà ta muốn mua xe cũ để bán lại đỡ lỗ hơn.
Và một số anh em á, người ta chỉ có nhiêu đó thôi, người ta để dành để sở hữu cái đam mê của mình chỉ có 120 triệu thôi, người ta muốn mua một chiếc xe thì người ta mua một chúng một chiếc xe như vậy á, thì tiền đâu nữa mà người ta đắp vô. Nó nhiều anh em nói không có tiền mà đừng có nên chơi mô tô. Sai. Mình không có tiền thì mình cố gắng dành dụm, đến cái mức nào đó thì mình mua được cái ước mơ của mình thôi. Đó, và khi mà mình mua được ước mơ của mình, mua đúng xe thì mua về chỉ chạy thay nhớt bảo dưỡng là xong. Mà mua sai xe một cái là thôi đau đầu nhức não, tiền mất tật mang. Cho nên anh em hãy cẩn thận, những cẩn thận khi mua xe. Chính vì vậy cho nên mình làm cái clip này cho những anh em để mua xe như thế nào mà ok nhất có thể. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip của Minh Biker. Chúc mọi người ngủ ngon. Thì bây giờ mình phải lên dựng clip tùm lum la hết, là mình rất là thức khuya. Đó, rồi bye bye anh em nhiều. Cảm ơn anh em. Nhớ đăng ký và nhớ subscribe cho kênh của mình nha.